sơn dầu. Trời. Ký ức mẫu thân. Đồng đội. Tranh sơn dầu. Mimosa. Lao trắng. Áo trắng. Công nhân đường sắt. Đốt đồng. Nghỉ ngơi. Chợ tình xa ba. Là sen ven sông. Đường ra phía trước. Trăng vành đai. Chân dung em mà. Bình dân học vụ. Cho những chuyên gia đọc thôi. Để mình đi lướt nhanh rồi thôi ha. Quan họ. Hội quan viên. Dương Xoan. Rừng miền Đông. À, hết rồi. Sang ngoài ly. Tỉnh giật ha. Chân dung em bông. À, mình dừng video này ha, mình qua video mới ha. Đương đại đó. Lão du kích Gia Lai. À, năm sáng tác 1969 nè. Đêm trăng hành quân 1966. Sinh hoạt chính trị. Lên liên giặc đi qua. Đường dây. Chuẩn bị bắn. Lão dâu da cam.
Việc rừng cỏ hoang, tiếng quân ra tìm tiếng gã gạo, như cách rừng u minh. Chuyển gạo lên kho, làm lao động bến cầu trượt. Chị Út Tịch đi đảo máy in tài liệu. Cành sương mài rộng lớn nè. Hoàng sĩ Nguyễn Gia Trí sinh tại Hà Tây, tức Hà Nội ngày nay. Ông theo học trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương khóa 4 1928, nhưng sau đó bỏ ngang và quay trở lại học vào khóa 7 1931-1936. Ông được xem là người đi đầu của hội họa sương mài Việt Nam. Ngay từ thời sinh viên, Nguyễn Gia Trí đã say mê với chất liệu sơn ta truyền thống và là người có công lớn trong việc cải tiến, hoàn thiện chất liệu sơn mài trong hội họa. Những triển lãm hội họa sơn mài đầu tiên của Nguyễn Gia Trí trong năm 1938-1939 đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của công chúng. Từ những năm của thập niên 40 của thế kỷ 20, Nguyễn Gia Trí bắt đầu định hình phong cách nghệ thuật của mình. Ông chuyên chú vào đề tài phong cảnh và thiếu nữ. Năm 1989, họa sĩ Nguyễn Gia Trí được Bộ Văn hóa và Thông tin chính thức công nhận là một trong 10 họa sĩ đương đại có công trong việc xây dựng nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm của ông được chỉ định là bảo vật quốc gia. Nguyễn Gia Trí sinh năm 1908, mất 1993. Thác Thảo Trăng. Nguyễn Gia Trí một thảo trần giống như vẽ sẵn. Thảo Trăng giống như lòng quá trình
hết rồi. Nói sao rồi. Phạm 10 quá. Phạm Xuân Thi. Diệp Minh Châu. Trần Văn Hòa. Ra.